Hôm nay là sáng ngày 30 âm lịch, chuẩn bị sang sân Canh Tí đây. Gia đình nhà ông Dương Văn Hòa, người khai điện và cũng là người tế chủ của sân Canh Tí 2020, đã chuẩn bị những dàn pháo điện này. Ông đã chuẩn bị từ 300 đến 500 quả pháo điện để đốt trong đêm giao thừa đây. Quý vị cùng xem đây. Rất là nhiều pháo điện nha. Hôm nay chúng tôi sẽ review những dàn pháo điện chuẩn bị cho giao thừa sân Canh Tí. Video đang được phát trực tiếp tại đỉnh phủ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đây đang là công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa. Chúng tôi đang chuẩn bị rất nhiều những pháo sáng này. Những bệ pháo đã được lên. Đi vào đây. Chúng tôi đang chuẩn bị rất nhiều những pháo điện này. Đây là toàn cảnh đỉnh phố La Xuyên. Toàn bộ pháo điện này là gia đình ông Dương Văn Hòa đã chuẩn bị cho đêm giao thừa đây. Rất nhiều. Đang kiểm tra lại đây. Vâng, phía trước mặt đây là hồ Bán Nguyệt đây. Thì tối nay những bệ pháo sáng này sẽ được phát sáng quanh hồ Bán Nguyệt đây. Khoảng 300 đến 500 quả pháo sáng. Đây là phó ban di tích, đây là trưởng ban di tích. Đây là phó ban.